Thế là nay mùng 2 thứ ăn 10 đấy. Tầng hầm nóc ra rất là có đường đường vách. Người xếp hàng chờ đến lượt mua vé.
Yeah, that guy is...
Hàn Quốc rồi.
bên các trời đâu. Bốn người rồi. Đi mình tao luôn đẹp xếp bàn ra. Bảo ơi. Ăn đồ nướng này thì cứ ví dụ 690.000 một bát. Dạ vâng, nó sẽ có 500g đấy. Vâng. Khu vực Đài Loan. Ờ.
Dạ, xin cảm ơn. Đây là khu vườn trên cao tầng 5 của Hotel Hà Nội. Bây giờ khu vui chơi trẻ em. Trời rất là nắng, trên này nắng vắng. Cây hoa vàng chết. Cái này khu gọi là khu vườn trên cao, vườn trên mây này. Tây. Nắng quá.